Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với việc quan tâm khuyến khích phát huy thế mạnh ngành sản xuất vật liệu xây dựng, những năm gần đây, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư nhằm đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất công nghiệp dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của thị xã. Thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy và nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã về xây dựng thị xã trở thành đô thị công nghiệp động lực phía Bắc của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn xác định công nghiệp là khâu đột phá nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Theo đó, thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, đồng thời thực hiện phương thức kinh doanh linh hoạt, thích ứng với thị trường. Dưới sự lãnh đạo của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thì đảng bộ công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bỉm Sơn đã nỗ lực cố gắng vươn lên À, đầu tư không ngừng đổi mới. Cho đến nay là các cái dự án đầu tư là khoảng độ là trên 80 tỷ đồng. Và dự án làm đến đâu thì phát huy được vào sản xuất đến đó. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tích cực mời gọi và thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy mới tại khu công nghiệp này. Đến nay, thị xã đã có 337 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2010. Riêng khu công nghiệp Bỉm Sơn đã có 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7.556 tỷ đồng. Tổng vốn thực hiện ước đạt gần 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng từ năm 2015 ước đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm là 12,2% đặc biệt trong những năm gần đây, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng đến việc phát triển công nghiệp nhẹ và các cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu, do đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Lãnh đạo à, thị xã Bỉm Sơn đã có những đường lối chính sách thiết thực à, để kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư và xây dựng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, à, cụ thể là chính sách à, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chính sách, các thủ tục pháp lý được giải quyết nhanh gọn và dứt điểm. Trong phát triển kinh tế, Đảng Bộ Thị xã Bìm Sơn chú trọng đến việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ thương mại, đồng thời khuyến khích người dân tham gia phát triển sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, giá trị sản xuất dịch vụ thương mại năm 2015 ước đạt 2.520 tỷ đồng, tăng bình quân 22,7% một năm và tăng gấp 2,8 lần so với năm 2010. Và chúng tôi đã thực hiện tốt cái chương trình là thu hút đầu tư trong đó có đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng cho khu dịch vụ và từ cái đầu tư hạ tầng đó chúng tôi đã thu hút các doanh nghiệp vào để sản xuất kinh doanh trên địa bàn những kết quả trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ ở thị xã Bỉm Sơn trong nhiệm kỳ qua đã đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã năm 2015 ước đạt 11.087 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14%. Đây là tiền đề quan trọng để thị xã tiếp tục huy động nguồn lực phát triển công nghiệp dịch vụ với tốc độ cao và bền vững, xây dựng Bìm Sơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020.